Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu cho biết, huyện chú trọng phát triển các điểm dân cư nông thôn gắn với các quy hoạch của huyện và kết quả đạt được đến thời điểm này khá khả quan. Cơ sở pháp lý để triển khai quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện gồm quy hoạch ngành giao thông, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư nông thôn được quan tâm đặc biệt bằng nhiều giải pháp như đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện kiên cố hóa đường giao thông nông thôn bằng nguồn kết dư ngân sách tỉnh huyện hàng năm. Tính đến thời điểm này, huyện Gò Dầu đã có 8 trên 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó xã Bầu Đồn đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Xã Phước Đông đã hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, chờ Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét công nhận. Ủy ban nhân dân huyện đang đẩy nhanh tiến độ lập dự án mới quy hoạch chung toàn huyện, phấn đấu hoàn thành trong năm 2023, làm cơ sở cho công tác triển khai các quy hoạch cấp thấp hơn như quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các điểm dân cư.